Thái Lan từ Trung Quốc về ăn có đau không các anh chị? Tôi hỏi các chị đó có đau không? Mình phải nhập. Emily ạ, có sống ở Thái Lan một thời gian mà mình biết một cái luật này, nó rất tụi Thái Lan á, nó sát Việt Nam mình luôn, mà mình thấy cái lòng tự tôn của dân tộc của nó rất là cao. Mà tôi nói thật, tôi cảm thấy tôi ngưỡng mộ người Thái Lan. Tôi không biết rằng nó phát triển tới đâu, nhưng tôi nhìn thấy cái lòng tự tôn dân tộc của nó rất là cao các anh chị. Ở Thái Lan á, tụi Tàu nó qua đông lắm các anh chị. Nhưng mà anh chị đi học đi vô cái siêu thị của Thái Lan á, tất cả những cái trái cây Thái Lan nó cười hỉ hả với thằng Tàu như vậy đó, nhưng nó không nhập đồ Tàu vô Thái, bởi vì nó muốn bảo vệ, nó muốn bảo vệ người dân của nó. Và các anh chị biết Thái Lan nó có cái luật, nó không cho người nước ngoài vô mua đất, có nghĩa là sở hữu tài sản trên đất Thái. Các anh chị em biết người Thái Lan nó sợ cái người nước ngoài mà vô để mà có cái âm mưu là sở hữu tài sản á, nó không cho người nước ngoài, người có quốc tịch nước ngoài, nó không cho vô để mà sở hữu cái tài sản trên đất Thái. Ví dụ như Emily là quốc tịch Mỹ đúng không? Tôi đến, tôi muốn mua một chiếc xe mà do tôi đứng tên, nó không cho. Là có nghĩa là Emily có thể mua xe nhưng người Thái đứng tên, người có quốc tịch Thái đứng tên. Emily muốn mua nhà, tôi có tiền tôi muốn mua nhà ở Thái, có nghĩa là tôi sẽ mua được nhà, nhưng mà người Thái, người có quốc tịch Thái đứng tên, nó không cho người nước ngoài sở hữu tài sản tại Thái. Nó bảo vệ như vậy. Cái lòng tự tôn dân tộc của nó như vậy. Tôi đố một cái thằng Tàu Thượng nào mà dám qua nước Thái mà ăn hiếp dân Thái không? Các anh chị biết tôi thấy một cái đoạn clip nó quay tại phố đèn đỏ, có nghĩa là những cái khu làm gái, xin lỗi các anh chị, nó làm những cái khu làm gái ở Thái Lan. Chỉ một cái thằng Tây Long thôi, nó vô nó sờ con gái Thái thôi. Các anh chị biết không, toàn là đàn bà con gái, 4 5 người bu đập cái thằng Tây đó tới nỗi mà té mà sắp mất luôn á. Có nghĩa là họ biết bảo vệ với nhau, họ biết họ có cái lòng tự tôn dân tộc họ cao như vậy. Trong khi Việt Nam của mình, những cái thằng cầm đầu đất nước lại biết thằng Tàu Khưởng nó hung ác như thế nào mà lại mở cửa để cho nó vào các đặc khu. Mà các anh chị nhìn đi, những cái đặc khu đó là những cái điểm mấu chốt về quân sự. Nếu như mà Tàu Khưởng nó vào được rồi thì nó ảnh hưởng, khi mà có chuyện gì xảy ra ở trong Việt Nam của mình là rất khó để mà Mỹ đưa quân vào. Bây giờ Mỹ, ví dụ đi, Mỹ có muốn vào hỗ trợ cho Việt Nam của mình cũng không làm được. Cũng không làm được. Nó khóa lại những cái điểm mà để quân sự, những cái đường ở nước ngoài đưa vô cũng không làm được. Tại sao tôi phải gào lên các anh chị rằng làm ơn bằng mọi cách không cho tụi Trung Quốc nó vào Việt Nam của mình. Emily giải thích. Có người thắc mắc tại sao Trung Quốc nó không vào, nó đánh, nó chiếm Việt Nam luôn mà nó làm chuyện đặc khu để làm cái gì, thì mình giải thích như thế này. Tôi nói tới bây giờ cũng rất là nhiều người không có biết về cái công hàm Phạm Văn Đồng, nó kêu là cái công hàm bán nước. Bây giờ những cái giới trẻ Việt Nam nhiều em đã biết về cái công hàm này, các anh chị có thể search lên Google mà tìm hiểu, mà đọc về cái công hàm Phạm Văn Đồng tụi nó ký để mà tụi nó bàn giao Việt Nam. Và cho tới năm 2020 là cái thời hạn Việt Nam của mình sẽ chính thức thuộc về Tàu Cộng, và nó gọi là nó giống như thành trở thành một tỉnh lỵ của Tàu. Thì tại sao mà Tàu nó không vào, nó chiếm Việt Nam luôn mà nó phải dở cái trò đặc khu để làm cái gì? Thì lý do như thế này. Bây giờ nó khác ngày xưa, tuy rằng nó có những cái công hàm bán nước như vậy, nhưng Tàu Cộng nó là cái gai trong mắt của những quốc gia tư bản. Thằng Mỹ bây giờ rất là cay cú thằng Tàu, không có ưa. Mà không phải riêng gì thằng Mỹ, khối đồng minh của tụi nước ngoài rất là mạnh, khối đồng minh của Mỹ rất là mạnh, không ai ưa thằng Tàu hết. Bây giờ nó hó hé là người ta đập nó, người ta không ưa nó. Cho nên nó không thể nào mà nó lấy cái, bây giờ nếu mà nó đánh vào Việt Nam thì Mỹ và các nước tư bản, các khối đồng minh, người ta có cái lý do hợp lý để mà đập nó, cho nên nó đâu có thể nào làm như vậy được các anh chị. Nó phải mượn cái chiêu là thuê đặc khu để mà nó chiếm Việt Nam một cách hợp pháp. Bởi vì khi thuê đặc khu làm sao, là tại vì cái tụi lãnh đạo mở cửa cái tao vào tao làm ăn, tao đầu tư làm ăn. Tại cái tụi lãnh đạo Việt Nam nó mở để mà cho tao làm ăn, cho nên tao hợp pháp tao vào Việt Nam chứ tao đâu có đánh chiếm Việt Nam. Các anh chị biết bây giờ mà để đánh chiếm một một nước đâu có dễ. Thấy tụi Syria không, hó hé mà đập dân một cái là Mỹ nó vô, nó quăng trâu dài trái cho chết bà tụi bay hết, dám không? Bởi thằng Tàu bây giờ nó không thể nào nó chiếm Việt Nam bằng quân sự được, nhưng nó có thể
đánh Việt Nam bằng một cái quân sự ngầm, bằng một cách gián tiếp và đưa quân của nó vào Việt Nam, vừa đưa quân vừa đưa người, chiếm một cách hợp pháp mà không có thằng quốc tế nào can thiệp được. Thêm như vậy, những cái khu, ba cái đặc khu mà nó đòi thuê là những cái điểm mấu chốt về quân sự. Khi mà có chuyện gì xảy ra, bây giờ Mỹ hay các khối đồng minh có muốn can thiệp cũng không vào được. Nó block hết trơn rồi. Tao được hợp pháp thuê, tao không cho tụi bay vào, lấy gì tụi bay đi vào được. Các anh chị thấy nó cái âm mưu của thằng Tàu nó thâm độc tới một cái mức như vậy. Rồi, Emily nói, các anh chị nhìn đi. Tám đời Chúa Nguyễn của mình, ai không rành lịch sử, bây giờ nó rất là dài, nếu nói về lịch sử nó rất là dài, chúng ta có cái điều kiện lên Internet, hãy tìm lại lịch sử ông cha của mình. Tám đời Chúa Nguyễn đánh quân xâm lược để mở rộng bờ cõi, để giữ gìn lãnh thổ. Các anh chị nhìn đi, nhìn cái bản đồ Việt Nam của mình hồi xưa, để rồi bây giờ nhìn cay đắng, 11 đời Cộng sản cầm quyền, nhìn lại đất nước đi các anh chị. Hoàng Sa mất, Trường Sa mất, ải Nam Quan không còn. Tôi chưa nói hết những cái đảo bây giờ nếu tụi Tàu nó hợp pháp nó vào, nó chiếm thì còn đau thương tới cỡ nào nữa các anh chị. Đó là lý do vì sao tôi nói thật, hôm nay tôi làm cái livestream này, tôi xúc động lắm. Tôi có thể là tôi sẽ không nói nữa, sau cái livestream này tôi sẽ không nói nữa, bởi vì những gì tôi ráng, tôi cố gắng, tôi làm cho quê hương tôi, đất nước tôi đã móc trái tim và tôi tận cùng cái trái tim của tôi để mà tôi chia sẻ với người dân Việt Nam. Bởi vì các anh chị biết tôi cũng có cái đời sống, có công việc của tôi và tôi rất là bận. Nhưng mà tôi, những gì tôi cố gắng tôi sẽ làm, tôi sẽ làm. Bây giờ hải ngoại không có làm được cái gì đâu các anh chị. Hải ngoại không, bây giờ chúng tôi chỉ có thể ngồi mà để gào như vậy. Tôi, bản thân tôi đã nói với các anh chị, nếu tôi xuống đường, tôi vào được Việt Nam mà tôi xuống đường được với các anh chị, xin thưa tôi sẵn sàng làm. Nếu tôi cũng sẵn để cho tôi nhập cảnh, tôi sẵn sàng về Việt Nam ngay bây giờ. Tôi muốn điều này hơn ai hết. Nhưng tôi không làm được các anh chị, tôi nó không để cái tôi nhập cảnh một lần nữa. Hải ngoại hay bất kỳ một quốc gia nào, không ai có đủ cái thẩm quyền để mà can thiệp vào Việt Nam. Bởi vì Việt Nam bây giờ cái tụi lãnh đạo nó cho Tàu Cộng thuê, chứ không phải là Tàu Cộng tự đánh vào Việt Nam. Cho nên không có một quốc gia nào, một quốc tế nào có thể can thiệp cho chúng ta được hết các anh chị. Không có Mỹ nào mà dám can thiệp hết. Mỹ nó chỉ can thiệp khi nào mà dân xuống đường, hàng triệu người xuống đường, mà tụi cầm quyền Cộng sản nó đánh dân, nó đàn áp dân, thì lúc đó Mỹ nó mới can thiệp được. Quốc tế, các cơ quan quốc tế về nhân quyền mới có thể can thiệp được. Còn bây giờ, dân ngồi im, tôi nói thật với các anh chị, chẳng có một cái quốc tế, chẳng có một thằng Mỹ, chẳng có một người hải ngoại nào có thể can thiệp vào chuyện của Việt Nam bây giờ. Hãy lấy quyền công dân của người dân Việt Nam của mình. Đây là đất ông, đất cha, lãnh thổ, đất này là của dân Việt. Dân Việt phải có quyền quyết định, không một tổ chức lãnh đạo nào được quyền bán cái đất nước Việt Nam cho giặc. Không có một cái tổ chức nào để cho giặc đi vào cái đất cha ông của mình, để mình đã tàn phá cái truyền thống, cái văn hóa. Tại sao nếu bây giờ đất Việt Nam cho Nhật Bản thuê, cho Mỹ thuê, cho Đức thuê, cho những nước tư bản thuê, tôi sẽ không nói một lời nào, tôi còn mong chờ cái điều đó nữa. Nhưng mà tại sao đất Việt Nam mà khi Tàu Khừa nó vào, tôi lại cảm thấy tôi lo lắng nhiều như vậy? Các anh chị biết không, nó không phải nó chiếm đất Việt Nam mình đâu các anh chị. Nó sẽ hoán hóa, hán hóa truyền thống văn hóa người Việt Nam mình. Các anh chị nhớ thời Việt Nam mình, thời Pháp thuộc hay không? Bây giờ đó bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn phải, còn dân Việt Nam mình vẫn còn bị ảnh hưởng, vẫn còn xài một số từ của người Pháp. Ví dụ như là cạn bông rế, cái tủ bếp á, vẫn còn xài từ của Pháp đó. Các anh chị thấy một số từ cạn bông rế đó là từ của Pháp. Tủ buffet, tủ kiến mà để trong phòng khách đó, tủ buffet, đó là từ của Pháp. Các anh chị thấy không? Đó là khi nước Việt Nam của mình trở thành thuộc địa của một cái quốc gia khác thì mình sẽ bị ảnh hưởng từ truyền thống văn hóa giống nòi. Mà tôi nói thật, Pháp nó có ác á, tụi phát xít nó có ác, nó cũng vẫn thua xa cái tụi Tàu.
Tôi nói các anh chị mở lên đi, rồi coi nó đánh người Tây Tạng kìa, rồi mới đau khổ, nó đánh từ người già tới con nít, từ giới thầy tu nó cũng đánh luôn, nó đang áp một cách rất dã man. Tôi xin thưa các anh chị, vì sao đôi khi mà tôi nghe tụi Tàu nó vào nó thuê các đặc khu là tôi bắt đầu tôi cảm thấy tôi lo sợ. Mặc dù tôi đang sống ở một cái đất nước quá tự do, thằng nào, thằng Mỹ nó không đi đánh thằng người ta thì thôi, thằng nào dám đánh vô nước Mỹ. Tôi đang sống một cái đất nước tôi đang được hưởng sự an toàn, tại sao tôi lại lo cái chuyện Việt Nam? Tôi xót chứ các anh chị. Tôi đang cảm thấy rằng cái đất mẹ Việt Nam của mình đang bị xẻ từng thớ thịt mà người Việt Nam không làm gì hết. Tôi bất lực. Không có một người nào có thể vào Việt Nam mà can thiệp chuyện Việt Nam của mình bằng dân Việt Nam hết. Tôi coi những cái clip dân Việt Nam, các anh chị biết không? Quẹt xe nhau ngoài đường, nhảy xuống, đánh nhau, đút hàng ra chém nhau, trong quán nhậu, đang nhậu, ẩu đả một cái, đứng lên là ghế phang đánh nhau, đùm ché hết. Còn bây giờ, mất nước tới nơi rồi, mọi người im lặng một cách ngoan ngoãn, những cái anh hùng nó đâu mất tiêu rồi, những cái anh hùng mà hở chuyện, đụng chuyện ra là rút dao rút mã tấu chém nhau, những người anh hùng nó đâu rồi, bây giờ dẫn nước lâm nguy rồi đó, sắp mất nước. Tôi hỏi một ngày nào đó khi Tàu Cộng nó vào, nó nắm đầu dân Việt Nam của mình, những anh hùng đó có phản kháng lại tụi Tàu Cộng được hay không? Như mình đang đánh chính anh em của mình. Anh em của mình đẩu đả nhau thì dám làm. Trong khi bây giờ tôi hỏi một ngày nào đó Tàu Cộng nó tràn vào như vậy, mình có chống lại tụi nó để mà bảo vệ được hay không? Đây là cái thời khắc để cho thấy rằng Việt Nam của mình dù là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, chậm tiếng, nhưng lòng tự tôn dân tộc, dân Việt Nam mình có. Đây là cái thời khắc để quyết định điều đó, thưa các anh chị. Tôi đọc một cái bài mà cái hình của ca sĩ Nguyên Khang, ca sĩ hải ngoại Nguyên Khang, anh nói rất là hay. Anh nói, tại sao không nghe những cái phản ứng của những người nổi tiếng, những người nghệ sĩ nổi tiếng, những người ca sĩ nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng đối với cộng đồng? Tại sao không bao nhiêu người lên tiếng hết? Hãy dùng sức ảnh hưởng của mình trong cái thời khắc đất nước lâm nguy như thế này để mà cho dân người ta biết điều gì họ cần làm để mình bảo vệ lãnh thổ quê hương mình như thế nào. Đây không có phải là phản động. Các anh chị đừng có nghĩ hễ khi mà mình nói một cái điều gì tới cái tụi cầm quyền là mình phản động. Mình yêu quê hương, đây là mình sử dụng cái quyền công dân của mình để mình bảo vệ quê hương, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ mảnh đất xương máu của cha ông. Tại sao các anh chị cứ nghĩ hay đụng tới những vấn đề này nó là phản động? Tôi nói, bây giờ mấy ngày hôm nay khi mà sự việc nó xảy ra như thế này, bắt đầu tôi mới thấy râm ran lên, bắt đầu dân mới lo nhảy, có nghĩa là dân Việt Nam bắt đầu mới sợ. Phần đông là bắt đầu đã sợ, bắt đầu đã post bài, bắt đầu đã share clip. Tôi nói nếu như dân Việt Nam chịu khó quan tâm tới đất nước một chút thì có lẽ cái thời khắc mà để cho các tụi cầm quyền lãnh đạo nó giao đất cho Tàu Cộng nó không tới nổi như vậy. Nếu dân Việt Nam mình ý thức sớm một chút thì đã không nông nổi như vậy. Nhưng tôi tự an ủi bản thân tôi, thà có còn hơn không. Và đây là cái thời khắc mà các anh chị cần phải đứng lên. Tôi không dám, tôi nói thật, tôi không dám để mà kêu các anh chị nổi dậy để mà chống đối, bởi vì tôi biết sẽ có sát thương. Nhưng đây là cái thời khắc các anh chị phải xuống đường mạnh mẽ, hãy xuống đường hàng triệu dân, bởi vì các anh chị đang bảo vệ mảnh đất quê hương, các anh chị đang bảo vệ con cái giống nòi của mình. Đừng nghĩ xa xôi là các anh chị đang bảo vệ một cái gì đó ghê gớm. Con cái mình, cha mẹ mình, anh chị em mình, gia đình dòng họ mình trên mảnh đất Việt Nam. Bắt đầu đi các anh chị. Tôi tha thiết, tôi không muốn khi mà tụi nó bấm nút đạo luật thông qua, có nghĩa là Tàu cửa hợp pháp vào Việt Nam. Mọi thứ quá muộn thôi các anh chị. Và tôi khẩn thiết cái điều này. Những người có tiếng nói, những người nổi tiếng, những người có cái sức ảnh hưởng đối với cộng đồng, làm ơn lên tiếng. Bây giờ mà còn đi diễn, mà còn đi hát, mà còn đi gom tiền,
vẫn chưa biết kêu gọi, chưa biết nói cho cái người, những cái người trong dân trong nước ý thức được cái đại họa mất nước nó cần kề như thế nào. Thì còn chờ đến bao giờ nữa? Chúng ta là người Việt Nam đó. Đài Loan là một nước rất là nhỏ, nhưng mà các anh chị thấy bà Thái Văn Anh không? Bà nói mà, bà sẵn sàng xuống đường với dân của bà. Khi mà Trung Quốc nó muốn chiếm luôn Đài Loan, bà Thái Văn Anh á, cái lãnh đạo người ta là như vậy. Bà, tôi sẵn sàng xuống đường với dân của tôi để mà tôi phản đối Trung Quốc, nó muốn sáp nhập Đài Loan vào Trung Quốc. Còn nhìn lại cái lãnh đạo Việt Nam của mình đi, tôi thấy á, thương dân Việt Nam của mình nhiều hơn. Tôi giận họ, tôi giận bởi sự thờ ơ của họ, nhưng tôi thương họ nhiều hơn là bởi vì họ đang sống với sự cai trị tàn độc nhất của một cái nhà cầm quyền cộng sản. Tôi chưa từng thấy một cái nhà cầm quyền nào mà nó thối nát, mà nó tàn ác như nhà cầm quyền cộng sản. Tôi chưa từng thấy luôn. Nó mở cửa, nó rước voi về giày mã tổ, nó rước tàu cộng vô để mà tàn hại dân của nó. Nó bán nước. Đó không gọi là bán nước chứ còn gọi là cái gì nữa. Có rất là nhiều những cái người họ sợ và họ nhắn tin cho Emily, họ hỏi bây giờ em phải làm sao chị, anh phải làm sao, em phải làm sao bây giờ. Bây giờ nếu mà xuống đường lác đác thì sẽ bị nó đánh, sẽ bị nó đàn áp đổ máu. Tôi xin thưa các anh chị rằng không có sự tự do nào mà không phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Nước Mỹ để hưng thịnh như ngày hôm nay, để hùng mạnh như ngày hôm nay, để có tự do, để nó trở thành một cường quốc đứng đầu thế giới, nước Mỹ phải trả giá bằng các cuộc nội chiến, để đổ máu, để dân nó có được như ngày hôm nay. Không có sự tự do nào mà không đánh đổi bằng máu và nước mắt hết, thưa các anh chị. Chúng ta phải có những cánh chim đầu đàn, phải có những người chịu xuống đường, người khác nhìn thấy người, người phía sau nhìn thấy người đi trước, rồi chúng ta lớp lớp đi với nhau. Tôi đã nói, các anh chị xuống đường 1.000, 2.000 nó đàn áp được. Xuống đường hàng triệu đi, nó đàn áp hết, 80 mấy triệu dân Việt Nam, nó đàn áp hết nổi hay không? Tôi kêu gọi những người nghệ sĩ, những người ca sĩ, những người văn trí thức, những người mà có trí thức, có tiếng nói, có sức ảnh hưởng trong xã hội, làm ơn lên tiếng. Đây không phải là phản động, đây không có gì là phản động, phản quốc cả. Chúng ta không bán biển đảo, chúng ta không buôn dân cho làm nô lệ cho ngoại xâm, thì tại sao gọi là phản động? Tại sao bây giờ các giới trí thức chưa chịu lên tiếng nữa? Chúng ta chờ tới bao giờ? Chúng ta chờ tới giặc vào rồi dân làm nô lệ để rồi ngồi khóc phải hay không? Còn chờ đến bao giờ nữa hả các anh chị? Tôi đã thấy bài viết của Kyle York, ca sĩ Kyle York. Anh ta là một người Mỹ trắng. Các anh chị biết không, ngày xưa Emily là người nằm trong danh sách bạn của Kyle York. Nhưng mà vì những cái bài viết chính trị của Emily, những cái tôi phản ứng quá mạnh với nhà cầm quyền cộng sản, nó nhạy cảm quá, cho nên ca sĩ Kyle York đã unfriend tôi, đã hủy kết bạn với tôi, và tôi không buồn điều đó. Nhưng chính anh ta bây giờ là người phải cảm thấy rằng, anh ta cảm thấy rằng cái vấn đề mà cho tàu cộng nó vào, nó thuê đất trên đất nước Việt Nam của mình là sai trái. Một người đó, một người mắt xanh mũi lỏ, tóc vàng da trắng đó các anh chị, họ khác màu da, khác màu tóc, khác giống nòi với chúng ta, nhưng mà họ lên tiếng, họ biết đau biết xót cho lãnh thổ Việt Nam của mình. Thì tại sao dân Việt Nam mình không thấy? Nghệ sĩ Thành Lộc đã lên tiếng, các anh chị thấy chưa? Ngày hôm qua tôi nhìn thấy tấm hình của Hoa hậu Diễm Hương, cô cũng đã lên tiếng. Thì bây giờ những cái người văn trí thức, những người có cái vị trí trong xã hội của mình, đây là cái lúc mình dùng cái sức ảnh hưởng của mình để mà tác động lên người dân. Còn chờ gì nữa? Tôi không thể một mình tôi làm được những việc đó. Tôi ước rằng sức ảnh hưởng của tôi đủ để mà tôi kêu gào nhiều hơn nữa. Tôi ước như vậy. Cách duy nhất, tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Cách duy nhất, hãy xuống đường. Xuống đường không phải để chúng ta bạo động,
xuống đường để chúng ta dùng cái quyền công dân của người Việt Nam để mà bảo vệ lãnh thổ quê hương, để mà gìn giữ mảnh đất cho ông. Xuống đường để mình phản đối không cho Tàu Cộng vào thuê đất. Mấy trăm thằng đại biểu quốc hội, mấy trăm cái bóng nút đó mà nó đặt vận mệnh dân tộc của mình trên bàn cân, trên một cái bàn cân chính trị, trên một cái bàn cờ chính trị của tụi nó. Đau không các anh chị? Mấy trăm thằng đại biểu quốc hội đó mà nó đại diện, nó đại diện cho 80 mấy ngàn dân Việt Nam của mình. Cả cái vận mệnh dân tộc, cả cái mảnh đất cha ông, để mà nó mấy trăm thằng đại biểu quốc hội để nó quyết định. Tôi đã diễn, tôi đã đưa ra dẫn chứng cho các anh chị thấy, cái thằng đại biểu quốc hội Nguyễn Đức Kiên đó, nó ủng hộ cho cái việc, cái việc mà Trung Cộng thuê. Tại sao nó không ở Việt Nam để mà nó nhìn thấy đi, coi phát triển hay đất nước chết đi, mà nó đưa con cháu của nó chạy. Nguyễn Phú Trọng, con cháu cũng đã đi qua hải ngoại. Nguyễn Xuân Phúc, con của Nguyễn Xuân Phúc hiện giờ đang ở một cái nhà tại Santa Ana. Hai cái nhà tại Santa Ana là của Nguyễn Xuân Phúc. Con của Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đi nước ngoài. Con của Kim Tuyến, Bộ trưởng Bộ Y tế, cũng đang ở nước ngoài. Tại sao tụi bay nói nếu mà cho Tàu Cộng vào, đó là tiềm năng về kinh tế, sao tụi bay không ở lại để mà tụi bay hưởng như dân Việt Nam, mà tụi bay phải xách con cái tụi bay chạy qua nước ngoài hết, để mà tụi bay để cho dân Việt Nam của tụi tao phải chịu những cái đau thương này? Các anh chị có bao giờ suy nghĩ lại cái chuyện đó hay không? Tôi không biết rằng những đặc khu kinh tế đó nó mang lại được những cái lợi gì, nhưng hãy nhìn lại chặng đường đã qua, những gì Tàu Cộng nó lấy của dân Việt mình, nó lấy lãnh thổ của mình, nó làm gì cho đất nước mình? Tàu Cộng của nó làm cho đất nước mình phát triển hay không các anh chị? Hãy nhìn Thái Lan, hãy nhìn Nhật Bản, nó có chơi với Tàu Cộng hay không? Thái Lan ngày xưa họ chẳng phát triển như thế nào, họ đi sau lưng Việt Nam của mình á. Nhật Bản trải qua hai trái bom nguyên tử của Mỹ, tôi nói hả, là các anh chị biết không, 60 năm cũng chưa phục hồi nổi luôn. Hai trái bom nguyên tử của Mỹ giống xuống Nhật Bản. Mà các anh chị thấy sau khi mà họ bắt tay nhau để mà họ hòa, Nhật Bản đầu hàng Mỹ và Mỹ quay trở lại để mà đầu tư kinh tế cho Nhật Bản, để mà xây dựng ở đất nước Nhật Bản. Hãy nhìn Nhật Bản khi mà người ta bắt tay Mỹ, nhìn đất nước của người ta đi, bây giờ người ta phát triển không? Thưa, có phát triển. Dân người ta có học hay không? Có. Đạo đức nhân văn của họ có hay không? Thưa, có. Hãy nhìn đất nước Nhật Bản đi, nó làm ăn với Mỹ đó, nó đầu hàng Mỹ để mà nó hợp tác kinh tế. Bây giờ nhìn Nhật Bản có phát triển hay không? Nhìn thằng Thái Lan đi, nó bây giờ nó cũng theo Tư Bản đó, nhìn nó phát triển không? Thưa, có. Còn thằng nào mà thằng những cái thằng lãnh đạo cộng sản, tụi bay á, nếu tụi bay yêu đất nước Việt Nam, bưng con cháu tụi bay về Việt Nam để mà phục vụ cho dân Việt Nam, để mà giữ gìn lãnh thổ, tụi bay có sống qua 99 năm để mà nhìn thấy đất nước của tụi tao sau khi tụi tao cộng nó vào, khi mà đất nước của tụi tao mất, khi mà dân tao làm nô lệ, khi mà truyền thống văn hóa của tụi tao bị hán hóa hết, tụi bay, tụi cộng sản đó, nó có sống qua 99 năm để mà nó trả lời, nó chịu tội trước dân hay không, để mà nó trả lời những câu hỏi dân đặt ra cho nó hay không? Xin thưa, không có. Tỉnh đi dân Việt Nam. Sau cái livestream này, các anh chị nghe những gì tôi nói, các anh chị kiểm chứng lại những gì tôi nói, để rồi thấy đại họa mất nước cận kề, các anh giống nòi Việt Nam của mình sẽ triệt, sẽ không còn nữa, văn hóa truyền thống cũng không còn. Việt Nam của mình sẽ là một tỉnh lỵ của Trung Quốc. Nhìn đi. Em lại chỉ cho thêm một cái nữa nè. Đó là ở bang Mê Thuộc. Hiện giờ nó khai thác bauxit Tây Nguyên. Các anh chị biết không, bây giờ lính Tàu nó đầy ở dưới đó đó. Nó cho lính Tàu đầy dưới đó, anh biết, các anh chị biết không? Dân á, người ta cứ lâu lâu người ta chụp hình được những cái thằng mà mặc lính đồ lính Tàu á, nó nhan nhản dưới đó đó các anh chị. Sợ chưa? Khi mà giao những cái đặc khu đó cho Tàu, rồi các anh chị sẽ thấy. Ngoài nghe xong, nếu như các anh chị cảm thấy những cái lời Emily nói là hợp lý, là đúng, những lời kêu gọi của tôi là vì đất nước,
là vì cái tâm của tôi. Chứ tôi không gì vu lợi cho bản thân tôi. Thì tôi xin các anh chị, tôi không cần những cái like, tôi không cần sự nổi tiếng, tôi đủ rồi. Tôi chỉ cần các anh chị hãy đưa tiếng nói của tôi đến cho người dân Việt Nam càng gần hơn, và đến cho tất cả những người Việt Nam trên khắp năm châu. Chúng ta không còn là những cái hội đoàn tập thể này tập thể kia nữa, mà bây giờ chúng ta là những người mang dòng máu Việt Nam ở khắp năm châu trên toàn thế giới. Hãy hướng về đất mẹ, hãy bằng cách này hay cách khác chúng ta lên tiếng cho đất mẹ Việt Nam. Emily chỉ mong rằng các anh chị, nếu cảm thấy tôi nói là hợp lý, tôi nói là đúng, tôi chỉ mong các anh chị đưa cái tiếng nói của tôi đi xa, đi càng nhiều càng tốt. Và cái điều chúng ta làm gì cần là làm gì, hãy lên tiếng phản đối bằng cách này cách nào cũng được hết. Phản đối trên mạng xã hội, phản đối bằng hình ảnh, phản đối bằng cách xuống đường, bằng cách nào cũng được hết. Tôi chỉ mong mỏi các anh chị hãy lên tiếng nói, hãy đứng sát lại với nhau để mà xuống đường phản đối cái luật thuê đất của tụi cộng sản. Những người có tiếng nói, có sự ảnh hưởng xã hội như các nghệ sĩ, ca sĩ, những giới trí thức trong nước, những các thầy cô giáo, đây là thời khắc quan trọng để quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Làm ơn lên tiếng. Em liền cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các anh chị và mong rằng cái điều chúng ta làm là hành động chứ không phải ngồi và nói nữa. Emily cảm ơn tất cả các anh chị nhiều, làm ơn share ra giùm cho Emily. Cảm ơn các anh chị. Hello David Trung. Hello Lạc Hoa. Hello em Hana Nguyễn, chờ chị một chút xíu. À, hello Luân Đặng, hello Thanh Tùng, chào anh Thái Hòa Lê. Chào Thanh Tùng, chào anh Trần Josh. Hello, chào Thi Sáu Nguyễn, chào em Mai Phước Thắng, chào Khánh Trần. Hello, mọi người nghe em nói rõ không ạ? À, mọi người nghe tín hiệu tốt cho em hay ha? Để mình có gì mình... À, ok, nghe rõ không? Dạ, chào Quang Trung, mọi người nghe tín hiệu rõ không cho em hay với nha? Hello, thay đổi. Hello, Cưng. Hello, Đạt Nguyễn. Ừ, chào Cưng Lạc Hoa. À, chào cưng Jenny Trần, cảm ơn em. À, sáng nhắc chị Emily busy quá, tới giờ mới thấy. À, hello anh Nguyễn Tiger, hello Tường Vi. À, chào anh Van Dam Trần. Chào Quậy Quấy. Ok, mọi người nghe rõ không? Cho em biết để em bắt đầu livestream luôn. Chào Nguyễn Minh, chào Mai Phước Thắng. À, rõ, cảm ơn em. Ok. Rồi, cảm ơn em thay đổi. À, Nguyễn Huy Hoàng, ok mọi người, cho em lì lướt một cái lướt nhanh một cái tin này ha, rồi mình vô chủ đề chính. Ok, ngày hôm qua là ngày mà em lì nhận được một cái tin rất là tức giận. Nó bên cạnh cái vấn đề nóng về cái chuyện mà cho thuê đất, cho Tàu Cộng thuê đất, thì lại có một cái chuyện là nó cái tòa án phúc thẩm xử vụ án các anh em Dân Chủ. Thì sau khi mà xử án á, các anh chị em biết không, nó làm phiên tòa phúc thẩm nhưng mà sau đó lại là y án. Emily đi nhanh cái tin này để mà cho anh chị em thấy rằng cái luật pháp của Việt Nam là cái tà quyền. Nó xử người yêu nước thì nó xử rất là tàn nhẫn, nó giống như nó nghiêm minh vậy đó. Nó xử người yêu nước thì nó lúc nào cũng là nó dùng cái tà quyền để mà nó xử. Thì em lì đi nhanh cái tin này cho anh chị em để mình nắm được ha. Có nghĩa là sau cái phiên tòa phúc thẩm Hội Anh Em Dân Chủ ngày 4 tháng 6 năm 2018 tại Hà Nội là anh Phạm Văn Trội 7 năm tù, cầm 1 năm quản chế, y án. Luật mà mục sư Nguyễn Trung Tôn 12 năm tù, cộng 3 năm quản chế, y án. Anh Nguyễn Bắc Triển 11 năm tù, cộng 3 năm quản chế, y án. Trương Minh Đức 12 năm tù, cộng 3 năm quản chế, y án. Có nghĩa là khi đây là cái phiên tòa, nó là cái tà quyền để mà nó xử tội những người yêu nước. Những người này là những người chống Tàu Cộng,
những người bảo vệ cái quê hương, những người đòi tự do dân chủ cho người dân Việt Nam thì nó lại bỏ tù, nó mở ra phiên tòa phúc thẩm. Như thật sự các anh chị thấy nó đâu có giảm án đâu. Cái tội á, cái tội mà cưỡng hiếp trẻ em thì còn được giảm án bởi vì là đảng viên. Còn những người yêu nước như thế này đòi tự do cho người dân, đòi quyền lợi cho người dân thì nó lại xử 7 năm tù, 12 năm tù, 11 năm tù. Các anh chị thấy một cái khi mà tà quyền nó nắm cái quyền đất nước á, thì người yêu nước là có tội. Đòi tiếng nói cho dân chủ tự do nó gọi là phản động, nhưng mà còn cái lũ bán nước buôn dân á thì được bao che. Sắp tới đây Emily nghe nói là ngày 16 hay 14, ngày 16 gì đó là Quốc hội sẽ thông qua để mà bấm nút cái luật để mà thông qua để mà được cho Tàu Cộng thuê đất. Mà sáng nay Emily thấy trên một cái trang nhà của một em ở trong nước có đăng, có nghĩa là xe của Tàu Cộng á nó đã qua rồi, xe của bọn Tàu Cộng nó đã qua. Và trên xe tụi nó dán những cái logo để mà giống như là những cái đặc khu giữa Việt Nam với Trung Quốc á, nó dán những cái logo sẵn, cờ Việt Nam, cờ của Cộng sản và cờ của Trung Quốc. Nó đã dán rồi và nó đi qua. Mà theo cái bản tin đó Emily xem á thì nó giống như là nó chạy mà nó bất chấp luôn. Có nghĩa là nó không có tuân theo luật pháp của Việt Nam mình gì hết á, nó chạy có nghĩa là nó dùng cố nội vậy đó, nó vô Việt Nam của mình giống như cố nội vậy đó các anh chị em. Ok. Thì mình nói để mình đi cái sơ cái tin là hội cái phiên tòa của hội anh em dân chủ là vẫn y án, nó vẫn dùng cái tà quyền để mà nó bóp chết quyền con người. À, cái thứ hai là bây giờ nó đang có một cái cách nữa để mà nó lách luật, có nghĩa là nó lách những cái phản ứng của người dân khi mà cho thuê đất. Và em liền nhắc lại để chúng ta không có dửng dưng với cái điều này. Có nghĩa là khi mà cái lòng dân á, phản đối cái luật thuê đất cho Tàu Cộng á, cái luật mà cho Tàu Cộng thuê đất á, khi mà lòng dân bây giờ các anh chị cũng thấy khắp nơi trên các trang mạng và khắp nơi luôn, lòng dân đang phản ứng rất là mạnh mẽ. Thì tụi nó bây giờ tụi nó trước cái sự phản ứng như vậy á thì tụi nó bắt đầu tụi nó có thể là giảm bớt đó, có thể là giảm bớt lại cái năm mà cho thuê đất. Thay vì bây giờ cho thuê 99 năm thì bây giờ nó có thể nó giảm xuống còn 50 năm, 70 năm, thậm chí 30 năm đó. Có nghĩa là nó lách đi để mà kềm lại cái lòng dân của mình. Nhưng mà dân mình phải nên nhớ rằng bao nhiêu năm cũng vậy, nhất định Tàu Cộng không được phép vào đất Việt Nam của mình, cho thuê đặc khu là chết, là mất nước. Sau cái này Emily sẽ giải thích tại sao mà Emily gọi rằng không gọi là hiểm họa nữa, mà gọi khi mà Tàu Cộng nó vào Việt Nam mình thuê đất gọi là đại họa mất nước. Và nó không phải là cái viễn cảnh nha các anh chị, nó là cận cảnh, nó đang sát nách mình luôn rồi, mất nước. Thì Emily sẽ hỏi các anh chị ở đây, các anh chị không biết là bao nhiêu người coi cái bộ phim Ngựa Gỗ Thành Troy rồi ha, bộ phim khá nổi tiếng của Mỹ. Nếu mà ai chưa xem cứ lên bấm YouTube để mà xem, để mà hiểu rằng tại sao tôi lo sợ khi mà cái âm mưu Trung Quốc để mà nó mượn cái cách mà mua thuê đất đặc khu để mà vào. Tại sao nó không, người ta nói tại sao mà nó không chiếm Việt Nam mình luôn đi mà nó lại phải thuê đất màu mè như vậy. Đó, cái bộ phim Ngựa Gỗ Thành Troy nếu ai coi rồi thì sẽ thấy khi mà cái bên kia mà nó thua trận mà nó cống hiến một con, nó cống cho cái bên thắng trận một cái con ngựa gỗ to, thiệt là to luôn, nó cống qua thì giống như nó thua trận rồi, bây giờ nó dâng qua nó cống. Đừng có tưởng là nó đầu hàng, không có đâu. Ở trong cái con ngựa gỗ đó là cái gì các anh chị biết không? Là toàn bộ quân lính. Khi mà con ngựa đó đưa được vào thành rồi, đưa vào trong thành thì người ta nghĩ là nó cống rồi, nó cống con ngựa đó qua. Đó. Thì con ngựa đó đưa vào trong thành thì ở trong đó toàn là lính thôi. Đêm á là lính ở trong đó tràn ra đánh úp từ trong thành luôn. Bên kia bên thắng trận thua, không có trở tay kịp, bởi vì khi mà giặc nó tràn vào được trong mình rồi là nó đánh úp là mình thua. Các anh chị biết không, Trần Quốc Toản đã phát biểu một câu năm 16 tuổi, ông đã nói rằng cho giặc mượn đường là mất nước. Di chúc của hoàng đế Trần Nhân Tông đã nói rằng một tấc đất của tiền nhân để lại không có để cho giặc chiếm giữ. Thì những cái điều đó tuyệt đối, dù cho giặc thuê 30 năm hay 50 năm hay là 20 năm, tuyệt đối dân không được đồng ý cho tụi nó thuê. Bằng mọi cách dân mình không cho tụi Tàu Cộng nó vào. Bởi vì tụi Tàu Cộng
cái âm mưu xâm chiếm của nó là có ngàn đời, các anh chị nên nhớ, cái âm mưu xâm chiếm Việt Nam của mình là Tàu Cộng nó có ngàn đời chứ không phải là bây giờ. Và nó không phải nó chiếm không đâu nha anh chị, mà nó còn âm mưu diệt tộc, nó diệt cho dân Việt Nam mình, tiêu luôn cái giống nòi của mình. Đây, ngày hôm qua em mình thấy trên trên các trang mạng bắt đầu đưa lên cái thằng đại biểu quốc hội Nguyễn Đức Kiên đó, các anh chị biết không, cái thằng mà nó phát biểu mà nó so sánh đó, đặc khu của Việt Nam với các khu Chinatown. Chinatown có nghĩa là các khu phố Tàu tại Mỹ. Nó nói rằng tại sao ở những nước tư bản, tại sao ở Mỹ lại có những cái khu phố Tàu thì không sao, nhưng mà Việt Nam có cái đặc khu thì dân lại phản đối như vậy. Điều thứ nhất tôi muốn nhắc rằng, để các bà con để ý, cái thằng đại biểu Nguyễn Đức Kiên đó bây giờ có biết nó ở đâu không? Nó đưa con cái của nó, tài sản của nó qua Đức ở bên nước Đức á. Nó sống như một ông hoàng. Emily thì nhìn thấy cái nhà của nó ở Đức á, xe của nó, nhà của nó, đời sống của nó như ông cố nội người ta vậy đó. Các anh chị biết không? Tụi nó tẩu tán tài sản qua đó để mà nó sống đời vương giả. Tôi phải dùng cái từ vương giả, có nghĩa là nó rất là giàu. Và con cái của nó đang sống ở Đức. Nó nói á, bây giờ nó đại diện cho các đại biểu quốc hội để mà nó nói cái câu đó. Tại sao mày đồng ý cho Tàu Khựa vào thuê đất Việt Nam? Sao mày không để con cái dòng giống dòng họ mẹ lại mày hưởng đi? Nếu mà mày cho đó đặc khu kinh tế là mang kinh tế về cho Việt Nam, là làm cho Việt Nam phát triển, tại sao mày không để con cái dòng họ của cha của nội mẹ lại hưởng đi? Mày phải đưa qua nước Đức để làm gì? Mày phải tẩu tán tài sản mày qua nước Đức để làm gì? Nói để dân mình thấy, tụi lãnh đạo Việt Nam nó chỉ nói bằng mồm, những cái hậu quả để lại là dân Việt Nam mình hưởng. 99 năm các anh chị nghĩ đi, là 4 thế hệ và 2 đời người. Các anh chị suy nghĩ đi, tụi Cộng sản nó có sống tới 99 năm để mà gánh chịu những cái hậu quả Tàu Cộng để lại hay không? Chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta không phải để mà ngồi nghe người khác nói mà mình không phân tích được. Các anh chị đã nhìn thấy những gì Tàu Cộng nó đi vào đất nước Việt Nam và cái hậu quả nó để lại là như thế nào? Chúng ta ai cũng thấy những cái điều đó, bởi người ta gọi là hiểm họa, đại họa mất nước và hiểm họa Tàu Cộng, hiểm họa diệt tộc. Nó bưng tụi lãnh đạo Việt Nam, nó bưng con cháu của nó tẩu tán tài sản đi hết. Nguyễn Thị Kim Ngân đại biểu hỏi, các anh chị em biết con của bà Nguyễn Thị Kim Ngân bây giờ đang ở đâu không? Đang ở Cali á, đang du học ở Cali và nó sống như một ông hoàng. Con của bà Nguyễn Thị, đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đó. Mà Nguyễn Thị Kim Ngân các anh chị em biết không? Emily còn nghe con mẹ phát biểu làm sao biết không? Một đồng rót vào đặc khu để hút lại hàng trăm, hàng chục, hàng trăm đồng. Ý con mẹ nó nói, ý mụ nó nói là bỏ tiền vào đặc khu một là sẽ thu lợi 10-20. Đó, ý của bà nói là như vậy. Là thu lợi, đặc khu kinh tế là thu lợi tiền. Xin lỗi các anh chị em, cho em lì 5 phút để em lì chửi cho cái con mẹ khốn nạn. Con mẹ Ngân là cái con mẹ đại biểu quốc hội mà khốn nạn nhất. Chủ tịch quốc hội khốn nạn nhất. Con của con mẹ hiện giờ đang du học ở Mỹ, đang du học ở Cali. Các anh chị em có biết nó sống như một ông hoàng hả? Con mẹ đất ngu vừa phải thôi. Mẹ nó, đất nước Việt Nam của mình nè, Hoàng Sa Trường Sa của mình nè, nằm trong lãnh thổ của mình mà Tàu Cộng nó còn qua nó chiếm được. Nó còn qua nó lấy rồi đó, mất Hoàng Sa, mất Trường Sa rồi đó. Có thằng lãnh đạo nào dám lên tiếng đòi lại biển đảo lãnh thổ của cha ông để lại hay không? Hả? Tại đó, nếu mà đó, tụi bay nhìn đi, đó. Trên lãnh thổ của mình, biển đảo của mình á, tụi nó còn chiếm lấy. Ở ngoài biển Đông đó là đường giao thương hàng hải của quốc tế mà nó còn giàu, nó xây mà, nó xây đảo này đảo nhân tạo được mà. Nó đưa quân sự ra được mà, nó chiếm giống như của riêng luôn. Chứ đừng có nói mà Tàu Khựa mà mở đất cho nó, mở cái con đường cho nó vào Việt Nam, nó thuê đất, nó thuê 99 năm, rồi nó để cho bà hốt hả? Nó để cho lãnh đạo Việt Nam hốt tiền hả? Nghĩ có tụi lãnh đạo, nghĩ đi, tụi Tàu Khựa nó có ngu như cái đảng Cộng sản hay không? Chỉ có cái đảng Cộng sản nó vừa ngu, nó vừa tham, nó dẫm lên xương máu của người dân Việt Nam để mà nó hốt, nó chạy. Đừng có nghĩ tụi Tàu Khựa nó ngu. Lãnh đất nước của mình, lãnh hải của mình nó còn chiếm được. Đường giao thương quốc tế nó còn chiếm được. Ở đó mà mở cửa cho nó vào 99 năm.
nó đi ra hả, còn nó trả lại Việt Nam sao, hay là nó qua nó đầu tư làm ăn, nó dẫn dân nó vào rồi để cho đảng cộng sản hưởng lợi à? Bà con suy nghĩ thử đi, lợi cái chỗ nào? Tụi Tàu Cộng nó có ngu không? Tôi đã nói rồi, dân Việt Nam trước khi mà đồng ý cho quốc hội bấm nút thông qua để mà Trung Quốc nó vào Việt Nam của mình, tôi chỉ khuyên bà con rằng mở YouTube lên coi thảm sát Thiên An Môn, đàn áp học viên Pháp Luân Công và đàn áp Tây Tạng. Tôi chỉ yêu cầu bà con Việt Nam của mình mở lên coi trước khi mà mình đồng ý cho tụi nó vào. Dân của nó mà nó còn giết, nó kêu bằng thảm sát. Tôi nói rằng nó cho xe tăng, mà các anh chị em biết Thiên An Môn cái lúc đó toàn là giới sinh viên, giới trí thức, giới sinh viên, mà nó cho xe tăng của nó đó vào để mà cán người, cán cái lớp sinh viên chết đẹp dí trên đường. Lên mở coi rồi sau đó coi những gì tôi nói. Tại sao tôi phản đối kịch liệt cái vấn đề mà Tàu Cộng vào đất nước Việt Nam của mình? Emily quay trở lại cái việc Nguyễn Đức Kiên đại biểu quốc hội phát biểu so sánh những cái khu phố Tàu tại Mỹ với những cái đặc khu của Trung Quốc. Emily giải thích cái nguy hiểm như thế này. Khi nói về cái dân thôi, những cái dân mà Trung Quốc á, mà nó qua những cái nước tư bản, hay là Emily ví dụ đi, những người Trung Quốc mà chạy nạn cộng sản, ví dụ như người Hoa Chợ Lớn, tôi nói tôi đâu có ghét người Hoa, khi mà tôi gọi tiếng người Hoa Chợ Lớn có nghĩa là tôi trân trọng họ và tôi thương họ, bởi vì họ là những người chạy cộng sản, họ sợ cộng sản Trung Quốc cho nên họ mới chạy qua Việt Nam của mình để họ lánh nạn Trung Quốc. Đó là người Hoa tại Chợ Lớn. Tôi đâu có ghét họ, tôi đâu có gọi họ là Trung Cộng, Tàu Cộng, Trưng Vùng Què, tôi đâu có gọi họ bằng những cái tên đó, bởi vì họ cũng sợ cái chế độ cộng sản cho nên họ chạy qua Việt Nam của mình. Thì những người đó là những người Hoa ở Chợ Lớn. Thì những người Hoa mà họ chạy qua cái nước tư bản, Emily nói không phải là 100%, nhưng phần đông những người đó họ cũng yêu chuộng tự do, họ cũng chọn cái sự hòa bình nhân bản của người tư bản, cho nên họ mới chọn họ đến những cái đất nước tư bản họ sống. Ví dụ giống như là những cái khu phố Tàu, phần đông họ cũng thích những cái nước tư bản, cái sự văn minh phát triển, cho nên họ mới tới để mà họ sống. Các anh chị nên nhớ, về chính trị, những cái người Hoa trên nước sở tại, trên nước Mỹ, họ có thành lập quân đội được hay không? Xin thưa, không. Những cái khu phố Tàu đó vẫn thuộc quyền quản lý của Mỹ. Họ dám thành lập quân đội không? Họ dám cắm người Mỹ vô những cái khu đó hay không? Xin thưa, họ không dám. Cái tụi Tàu Cộng đó nó không có dám. Các anh chị biết không? Còn đặc khu, các chị nhìn đừng có nói, bây giờ tôi nói chỉ nói Formosa thôi. Formosa của Trung Cộng đó, các anh chị thấy không? Vụ án Formosa đó, dân bây giờ dân Việt Nam mình dám vô đó không? Khi mà nó lập đặc khu, nó thành cái khu tự trị rồi thì nó có thể nó làm cái gì ở trong đó, mình cũng không được can thiệp vào nữa. Thì tại sao cái thằng đầu bò Nguyễn Đức Kiên nó lại so sánh những khu phố Tàu tại Mỹ với những cái đặc khu của tụi Trung Cộng? Cái đó là mình chỉ nói về chính trị, mình nói về cái quyền công dân. Khi mà những cái người Tàu đó họ đến những cái nước sở tại thì họ phải tuân thủ luật pháp của cái nước sở tại đó. Ví dụ như người Tàu tại cái khu phố Tàu tại Mỹ, nó dám nổi loạn, nó dám quậy không? Cảnh sát Mỹ tới cầm đầu chết mẹ tụi bay à, tụi bay dám không? Chỉ cần buôn bán mà bài ra chứng chiếm lòng lề đường thôi, cảnh sát Mỹ nó đã tới nó dẹp rồi. Chứ đừng có nói mà dám mà quậy ha, la lối gì. Các anh chị thấy tôi đã nói những cái mà nó mở một cái shop bán hàng ở Nha Trang đó các anh chị. Đó, mà nó không cho người Việt Nam mình vào luôn. Người Việt Nam không được lai vãng tới gần. Những khu phố Tàu tụi bay dám cắm Mỹ tới gần không? Dám không? Xin thưa, không dám. Thì tăng đầu bò đó tại sao lại dám đi so sánh những cái khu phố Tàu với lại cái khu đặc khu của tụi Tàu Cộng tại Việt Nam? Thấy nó ngu chưa? Nó mị dân để cho dân làm lơ và để cho tụi nó hợp pháp đưa Tàu Cộng vào Việt Nam của mình. Tôi nói với bà con, bây giờ nhất nhất là phải phản đối tới cùng, Tàu Cộng không được vào Việt Nam, chứ không có giảm những cái năng gì hết, không có giảm năng thuê gì hết, nhất định tụi bay không được vào Việt Nam của tụi tao. Rồi, bây giờ mình nói về quân sự, những cái khu phố Tàu họ lập quân sự được không các anh chị? Thưa không, mày vào nước Mỹ, mày mở vì văn hóa của mày,
tụi tao cho mày có những cái văn hóa, giữ văn hóa truyền thống của tụi bay giống như người Việt Nam của mình tại Mỹ. Emily không nói những nước khác, những nước tư bản khác, bởi vì mình không có sống những cái nước đó, mình không có rành, mình không dám nói. Nhưng ở Mỹ, ví dụ như người Việt Nam của mình vẫn giữ được những cái Tết cổ truyền. Ở Mỹ họ vẫn cho người Việt Nam của mình tổ chức Tết cổ truyền, hay là những cái văn hóa của mình vẫn được giữ, thì tụi Tàu nó vẫn được giữ văn hóa của tụi nó. Nhưng tụi nó được thành lập quân đội hay không? Xin thưa, không. Tất cả tụi bay đều phải tuân thủ theo luật pháp ở Mỹ. Nhưng những cái khu tự trị, những cái khu đặc khu của Tàu, xin hỏi rằng Cộng sản, chính lãnh nhà cầm quyền Cộng sản có kiểm tra, kiểm soát được bao nhiêu thằng Tàu nó đưa người vô ra hay không? Hiện giờ kìa, nó còn miễn thuế phí để cho dân Tàu kéo vào ồ ạt, kéo mà tôi nói thật không kiểm soát được luôn. Các anh chị nhớ cái vụ ngoài Hà Nội không? Nó xây luôn một cái khu luôn của Tàu, mà còn tới khi mà các anh chị biết cái khu nhà, cái khu phố của Tàu, mà đến khi mà vỡ lẽ ra, khi mà phát hiện ra là thành cái khu luôn, thành cái khu nhà luôn. Đó, chỉ một cái khu như cái lỗ mũi vậy mà cái nhà cầm quyền còn đéo quản lý được nữa. Bây giờ đòi lập đặc khu cho giao ba cái miền trù phú của Việt Nam của mình cho Tàu. Thì làm cái gì? Cái đó là mở dân miệng mèo mẹ nó rồi còn gì nữa. Tôi nói các anh chị rồi, suy nghĩ đi. Đúng không? Đó, bây giờ Tàu nó kéo vô rồi, những 99 năm đó nó đưa người của nó vào sinh sôi nảy nở, nó thành lập quân đội. Như bây giờ tôi hỏi các anh chị, tôi hỏi người dân Việt Nam của mình, có ai nhìn thấy ở trong Formosa chưa? Xin, đúng không? Chưa thấy đúng không? Có ai biết cái gì đang diễn ra? Bây giờ nói rằng ok, nó nói là một cái nhà, cái sản xuất thép gì đó, nhưng mà có ai được vào bên, người Việt Nam của mình được, có được vào bên trong hay chưa? Rõ ràng là chưa. Chỉ cần Emily là một nhân chứng sống, tôi đã đi xuống tới tận Formosa, Hà Tĩnh, và tôi nhìn thấy nó xả khói như thế nào, mà chỉ được đứng từ xa, mà đứng quay lên thôi nha các anh chị, không có được lai vãng tới gần chỗ của nó nha. Đó, chỉ là một cái Formosa mà nó gây coi như là vì bảo vệ Formosa, một cái nhà máy của Tàu Cộng thôi, mà dân á, không phải dân, đừng có nói dân phản động. Cái cuộc biểu tình mà để phản đối Formosa là hàng ngàn dân Việt Nam xuống đường, mà nó để bảo vệ cái nhà xưởng Formosa, mà nó đánh dân không thương tiếc. Tôi hỏi bà con bây giờ thành lập các đặc khu ở ba miền đất nước như vậy, dân mình phản đối làm sao? Từ cái nhỏ mình đã không làm được rồi thì cái lớn làm sao đây? Làm sao phản đối? Các bà con nói cho tôi nghe coi, làm sao phản đối? Gọi là hiểm họa Tàu Cộng. Tôi chỉ nói bây giờ, tôi chỉ lược sơ cái này để bà con mình nhìn thấy nó xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam mình như thế nào. Hiện nay ở Hà Nội, du khách Trung Quốc chiếm 60%, và nó được ưu đãi nha các anh chị, nó được ưu đãi, nó miễn visa để mà tụi Trung Quốc vào, có nghĩa là du lịch không đồng, không tốn một ten luôn, để mà vào Việt Nam mình du lịch. Mà hiện giờ lượng khách du lịch tại Hà Nội chiếm 60%, nó được miễn thuế phí để mà nó vào Việt Nam mình, nó được tới mua những cái hàng lưu niệm với cái giá ưu đãi. Đau không các anh chị? Đau không? Ở đâu cũng, mình sống trên quê hương của mình, cứ tưởng tượng các anh chị nhắm mắt một ngày rồi mở, thức dậy, nghe xung quanh mình toàn là tiếng tạo khựa không à? Các anh chị có muốn như vậy hay không? Cái đó là ở Hà Nội ha. Ở Đà Nẵng, ai ở Đà Nẵng làm ơn comment ở dưới cho các anh chị xem mình xem. 80% các resort, các khu du lịch nghỉ dưỡng, những cái mà có tiềm năng á, những cái khu mà tiềm năng bây giờ Tàu chiếm hết. 80% ở Đà Nẵng là của Tàu. Và Tàu khi mà nó vào Đà Nẵng, những cái gì thơm, những cái gì ngon là nó hốt cho hết. Nó bằng mọi cách để nó mua chuộc, nó làm mọi cách để mà nó mua, nó chiếm hết những cái vùng đó. Thì sao? Tôi đã nói trong cái livestream trước, những cái doanh nghiệp nước ngoài bỏ chạy bởi vì Tàu nó vào nó chiếm, mà các thằng lãnh đạo Cộng sản thì nó ưu đãi cho Tàu. Cho nên những cái nhà đầu tư của các nước tư bản, họ cảm thấy rằng ok, họ không có đầu tư được. Nhà kinh doanh thì người ta phải có lợi nhuận thì người ta mới kinh doanh, đúng không? Phải có lợi nhuận từ hai phía, từ phía Việt Nam và từ phía họ thì người ta mới đầu tư vô. Mà mình rõ ràng mình nhìn thấy những cái